một cái câu hỏi nữa. Đây có câu hỏi anh nghĩ là cũng đau đầu này. Đấy, câu hỏi này cũng hay này. Có bác bán Thanh tên là Thanh Nguyễn. Tức là chị có cắt máu bao giờ không? Nếu không thì khách hàng hỏi thì chị trả lời thế nào? Đúng không? Mình rất thích câu hỏi này bởi vì thực sự thì tính đến nay mình đã bán được khoảng gần 20 căn biệt thự biển và mình chưa từng cắt máu bao giờ. Mình chưa từng cắt máu một căn nào, thậm chí thì có khách hàng còn mình nhớ là cái năm 2017 ạ, mình bán một căn mà như mình vừa nói là trong vòng 6 tháng mới giải ngân được. Sau khi giải ngân xong mà khách còn tặng thêm mình một chiếc túi Gucci nữa. Đó, một chiếc túi Gucci trị giá khoảng gần 20 triệu. Và đến năm 2018 này thì mình được rất nhiều khách hàng tặng, ví dụ như khách còn tặng mình đêm nghỉ á, khách tặng đêm nghỉ ở Vinpearl này, rồi là khách tặng hoa, rồi khách còn cho khách còn lì xì trong phong bì đó. Khi mà đưa khách đi làm một hợp đồng bán xong rồi khách còn lì xì nữa, vì mình chưa từng cắt máu. Vì mình với khách hàng ấy, trước đây thì mình cũng có một khách hàng cũng đề xuất là với mình là cắt máu, thì khách bảo là khách nhắn một tin rõ ràng đó là bạn kia bạn đi đang cắt cho anh 100 triệu. Em có em xem là em xem là em tặng anh như thế nào thì anh sẽ mua cho em. Anh ấy nói mình câu đấy thì lúc đó thì mình rất là cảm giác không vui, và mình cũng nói mình cảm giác là cũng nói hơi quá khi mà mình nhắn lại cho khách là anh ơi, anh có hay bảo con gái tặng quà anh như vậy không? Tại sao anh lại bảo một cô gái nhỏ bé như em tặng quà anh? Anh có hay bảo con gái tặng quà anh như vậy không? Thế là khách hàng không nhắn lại nữa và coi như là cũng gần như là mất khách đấy luôn. Tại vì thường thì những ca mà cắt máu thì mình không xử lý được, và ngay từ đầu thì cái cách mà khách mình chăm sóc khách hàng thì khách cũng không đề xuất là cắt máu, chỉ đó là khách đó thì mình chỉ trao đổi qua điện thoại thôi, và khi mà khách quyết định mua thì khách cũng đã làm việc với nhiều sale rồi. Khách nhắn một câu như vậy thì mình cũng nhắn vào khách như mình vừa nói thì khách im lặng không nói gì nữa và mất khách. Thì nhưng mà mình cảm giác ấy, là tốt nhất là mình không nên ví dụ tặng khách hàng ấy nè, tại vì đó là cái công sức của mình chứ mình không nên tặng khách hàng. Và cái bán một căn biệt thự biển không phải là đơn giản, và cái số tiền mà cái số hoa hồng mình kiếm về đó là cái công sức của mình, không nên là tặng khách. Mình có thể là ví dụ như mình có thể chia ơn khách những cái món quà như mình vừa nói, món quà quê hay là những cái trong cái ngày lễ mình tặng khách hàng ấy, để thứ nhất là mình tạo nên một cái môi trường cho các bạn sale ấy thì nó chuyên nghiệp, sẽ công bằng các bạn khác. Khi mà ví dụ như người này cắt 100, người kia cắt 200, hay là mọi người cứ tăng cái cắt máu ấy để cắt cho khách lên thì sẽ không công bằng với những cái bạn sale chân chính, bạn sale tư vấn thực sự. Là thay vì việc là khách hàng cứ đi chọn ai là người chia nhiều hơn, khách tặng khách nhiều hơn để mua cho các bạn đó. Tại vì nếu như vì trong trường hợp mọi người cứ cắt hết thì mọi người còn có gì đâu, thế thì bán lại làm gì? Ví dụ em thấy nhiều bạn sale chỉ cần lấy về có mấy triệu một căn biệt thự biển thôi, một căn bán một căn triệu đô, chỉ cần lấy có mấy triệu thôi hay là 1-20 triệu thôi thì thật là không đáng công sức mọi người bỏ ra. Bởi vì với biệt thự biển đó thì cần rất nhiều các thủ tục hỗ trợ, ví dụ như là đưa khách đi bàn giao, rồi là đưa khách đi ký, đúng không ạ? Đấy, đặt phòng, rất là nhiều thủ tục, vì đó là công sức của mọi người không nên cắt máu. Bởi vì theo em ấy, với cái cách chăm sóc khách hàng của em, khách hàng còn tặng thêm quà, khách hàng lì xì tiền rồi. Em đã cảm giác mình rất là may mắn khi mà luôn có một sự thân thiện với khách hàng ấy. Thì đến bây giờ khách hàng vẫn giống như bạn bè, giống như người thân của mình. Đây là mình có cái vấn đề cái khó khăn, ví dụ như là em có khách hàng là cũng ở bên chính trị ở trong ngoài Quảng Ninh ấy, thì sau đó khách cũng hỗ trợ rất là nhiều. Ví dụ như là có nhiều có nghĩa là khi mà mình trở thành bạn của khách ấy, thì là mình được bạn bè rồi, hỗ trợ mình nhiều thứ, mình được trở thành bạn của một người rất là giàu đó. Với tên em khách hàng của đầu tư biệt thự biển thì đó là khách hàng rất là giàu rồi. Từ những mối quan hệ đó thì mình nên, thứ nhất là mình nên chân thành, rồi là mình và mình cũng không đề cập với khách. Ví dụ như mọi người đề cập với khách là mình cắt máu thì sau đó ấy, thì khách luôn cảm giác là cái vấn đề là được từ cái người này. Và em thấy ít khi mà mọi người cắt máu cho khách mà giữ được mối quan hệ với khách. Thường là mua xong rồi thì đến bye bye luôn và đến cả những khâu thủ tục mình cũng chả hỗ trợ khách đâu, và cũng ít khi mà khách đến mua thêm của mọi người đâu. Tức là nguyên tắc của bạn Thanh bán hàng là không cắt máu, thì anh nghĩ đây vấn đề quan trọng nhất của việc cắt máu là mình tự tin mình cung cấp cho họ một cái giá trị, mà cái giá trị thì họ không thể mua được thì họ sẽ cắt máu của mình. Và các bạn sale mà không tự tin cung cấp khách hàng một cái giá trị, tức là cái giá trị được không đáng bao nhiêu cả, hoặc là khách hàng cảm thấy nó không xứng đáng thì họ sẽ cắt máu, đúng nhỉ? Và rõ ràng là với những người làm sale chuyên nghiệp thì nó sẽ không cắt máu, đấy là đầu tiên, tại vì đấy là chính là cái của họ, đấy chính là cái nguồn thu nhập của họ để họ nuôi bản thân mình, trang trí cho cuộc sống, rồi là thậm chí là gì của cả cái gia đình nữa, đúng không ạ?